Theo nội dung chính của chỉ thị số 15 CTTG ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, chúng ta cần thực hiện nghiêm một số nội dung sau đây. Tạm đình chỉ hoạt động cơ sở kinh doanh, dịch vụ từ ngày 28 tháng 3 đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2020. Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban dân các cấp chỉ đạo áp dụng biện pháp hạn chế tụ tập đông người từ 0 giờ ngày 28 tháng 3 đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2020. Dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng. Không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. Yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu là 2 mét giữa người với người tại các địa điểm công cộng. Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, các hoạt động tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự. Dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng. Tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn, trừ các cơ sở kinh doanh, các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu. Chủ tịch Ủy ban dân, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định cơ sở kinh doanh, dịch vụ cần đóng cửa, hạn chế việc di chuyển của người dân, nhất là từ các tỉnh, thành phố có dịch đến các địa phương khác. Cụ thể, Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo hạn chế các chuyến bay và các hoạt động vận chuyển hành khách từ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh đến các nơi khác trên toàn quốc, tạm dừng hoặc tổ chức lại hoạt động giao thông công cộng để hạn chế đi lại tập trung đông người, trừ các phương tiện vận chuyển hàng hóa. Thủ tướng Chính phủ, các cấp có thẩm quyền sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm, kỷ luật nghiêm đối với người đứng đầu chính quyền địa phương để xảy ra tụ tập đông người. Tiếp tục kiểm soát chặt mọi trường hợp nhập cảnh, Thủ tướng giao các bộ Y tế, Quốc phòng, Công an, Ủy ban dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương rà soát, yêu cầu thực hiện khai báo y tế, cập nhật tình hình sức khỏe, sàng lọc đối với các trường hợp đã nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 8 tháng 3, không diện cách ly tập trung để áp dụng các biện pháp cách ly giám sát phù hợp. Chính quyền các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở, cảnh sát khu vực, công an xã, thanh niên xung kích trên địa bàn, tổ dân phố, thôn buôn v.v. tăng cường giám sát các trường hợp cách ly tại gia đình, hạn chế tối đa việc giao tiếp của các đối tượng bị đề nghị cách ly y tế. Thực hiện cưỡng chế cách ly y tế đối với các trường hợp chống đối cách ly theo quy định. Tiếp tục kiểm soát chặt mọi trường hợp nhập cảnh trên các tuyến biên giới trên đường bộ, nhất là biên giới với Lào và Campuchia, đường thủy, đường biển, các cảng hàng không, tăng cường năng lực cả về nhận thức, cơ sở vật chất, bảo đảm cách ly tập trung đối với mọi người trong trường hợp nhập cảnh. Chú trọng việc bảo đảm an toàn cho các lực lượng quản lý nhập cảnh, làm việc tại các cửa khẩu, các khu vực cách ly tập trung và các cơ sở cách ly dân sự khác. Có phương án điều tiết hợp lý, việc tiếp nhận, phân loại sàng lọc người nhập cảnh, bảo đảm không quá tải các cơ sở cách ly tập trung trên tuyến biên giới đường bộ. Bảo vệ an toàn cho lực lượng bác sĩ, cán bộ y tế, Bộ Y tế chỉ đạo, phân luồng, phân tuyến khám chữa bệnh, đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân. Có phương án chăm sóc tốt hơn, bảo vệ tốt nhất, an toàn cho lực lượng bác sĩ, cán bộ y tế, đặc biệt là tại các bệnh viện điều trị người mắc bệnh COVID-19, hỗ trợ vật tư, trang thiết bị cho các tỉnh giáp Lào và Campuchia. Các tỉnh, thành phố tăng cường đầu tư, mở rộng việc xét nghiệm. Các thành phố lớn tăng cường công suất xét nghiệm, thực hiện chiến lược xét nghiệm sớm để cách ly. Xử lý nghiêm, kể cả xử lý hình sự, các trường hợp đưa tin không đúng sự thật, không khai báo y tế không trung thực, trốn tránh, chống đối, không chấp hành biện pháp cách ly y tế, găm hàng tăng giá, gây bất ổn thị trường theo đúng quy định của pháp luật. Các cấp các ngành tích cực đổi mới, cải tiến cách làm việc nhằm thích ứng với bối cảnh phòng chống dịch. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, các hoạt động trực tuyến trong chỉ đạo, điều hành, làm việc, học tập, thực hiện thủ tục hành chính. Hướng dẫn khuyến khích người dân tăng cường sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng. Thủ tướng Chính phủ đề nghị nhân dân bình tĩnh, yên tâm, tiếp tục tin tưởng, ủng hộ các biện pháp phòng chống dịch. Mỗi người dân hãy là một chiến sĩ phòng chống dịch, tiếp tục chung sức, đồng lòng, đẩy lùi dịch bệnh. Trước mắt thực hiện nghiêm các biện pháp không tụ tập đông người, chỉ ra khỏi nhà trong trường hợp thật cần thiết, rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang nơi công cộng, tăng cường tự bảo vệ sức khỏe, hạn chế đến cơ sở khám chữa bệnh, trừ trường hợp thật cần thiết và thực hiện tốt các khuyến cáo của các cơ quan chức năng, nhất là đối với người cao tuổi, có bệnh nền. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta
đoàn kết một lòng sớm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.